thử thách make up cho filter. Và bây giờ mình sẽ đi chọn filter nha. Đầu tiên là kem nền nha. Tiếp đến lông mày. Những lúc thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Tiếp đến đánh khối. Phấn mắt nha. Cùng là son môi. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong. Và bây giờ chúng ta cùng xem kết quả nha. Better quiz. Nói chung là vẫn rất xinh.